Nhân đây cũng xin cha cho chúng con biết là một ứng viên chủng sinh, tu sĩ và linh mục thì cần có những điều kiện gì thưa cha? Ở nước ngoài thì chúng con biết là có những trường hợp mà gia đình bị tan vỡ hoặc là bị rối hôn nhân thì con cái của họ vẫn được nhà dòng hoặc chủng viện đón nhận và trở thành linh mục tu sĩ. Tại Việt Nam thì hình như cái điều này vẫn là một cấm kỵ. Không biết là văn hóa và những giá trị truyền thống có ảnh hưởng như thế nào trong việc tuyển lựa tu sinh thưa cha? Chúng ta biết việc tuyển lựa một ứng sinh cho ơn gọi thì cái tiêu chuẩn trong giáo luật nói rất là gọn gàng. Cái người để lãnh nhận chức thánh linh mục đó thì phải là nam nhân đã được rửa tội, tiêu chuẩn đơn giản vậy. Thế thì tôi có thể khai triển một chút bằng chính cái suy nghĩ của mình đó. Tuyển chọn một ứng sinh, trao một cái nhiệm vụ, bất kỳ là nhiệm vụ gì, thì phải nghĩ đến cái con người đó có phù hợp với cái nhiệm vụ đó không. Nghĩa là có những cái đức tính phù hợp, những đức tính nhân bản tối thiểu của một con người, những đức tính nhân bản. Rồi phải có sức khỏe, chứ bây giờ một cái người đau lâu ốm dài, một cái người bệnh kinh niên thì đi tu đâu phải để hưởng thụ hay để người ta phục vụ, để có khả năng phục vụ mà mình cứ lại rề ốm đau hoài phục vụ ai. Thế phải có sức khỏe, cái sức khỏe. Rồi cũng phải có cái lòng nhiệt tâm và có cái ý hướng ngay lành, thực sự muốn theo Chúa chứ không phải muốn mượn đạo tạo đời, không phải muốn đây là cơ hội để thăng tiến. Thì dĩ nhiên không phải dễ dàng ngày một ngày hai đọc ra được cái ý hướng đó, mà phải có sự hướng dẫn. Hoặc là như tôi nói hồi nãy, có thể cái lúc ban đầu là cái động lực nó chưa được tốt, nhưng mà khi được học hỏi, được Chúa biến đổi thì Chúa thay đổi tâm hồn của họ để họ thực sự thành tâm tìm kiếm thánh ý Chúa. Thế thì nó có cả những cái tiêu chuẩn về thể lý, về các đức tính, tiêu chuẩn về sự thành tâm thiện trí, và dĩ nhiên cũng có những cái tiêu chuẩn về tri thức. Một cái người mà không có khả năng để mà học hỏi, không có những cái kiến thức căn bản, thì làm sao ta có thể chu toàn được cái phận vụ khi đón nhận chức thánh chẳng hạn. Thế thì những cái tiêu chuẩn đó tùy theo mỗi hội dòng hay là các chủng viện, nhưng mà chung chung thì đó là những cái tiêu chuẩn căn bản các ứng sinh cần phải đáp ứng được thì mới có thể theo đuổi cái ơn gọi. Dĩ nhiên tôi rất muốn theo Chúa, tôi rất khỏe, thế nhưng mà học mãi không vô thì cũng khó khăn. Hoặc là tôi rất giỏi, thế nhưng mà tôi đang tìm cái gì khác chứ không phải tìm thánh ý Chúa. Hoặc có khi vừa rất khỏe, vừa rất giỏi, vừa muốn theo Chúa thực sự, nhưng mà tôi lại không có những đức tính phù hợp, đức tính để làm chuyện khác thì hợp hơn. Thế thì cũng có những cái sự biện phân như vậy của những nhà đào tạo, cái sự cộng tác. Và ở đây ta hay nói đến chuyện Chúa chọn. Tôi cũng phải nói thêm yếu tố được con người chọn nữa cơ. Và cái quan trọng nữa là mình có chọn Chúa không nữa cơ. Chúa chọn mình mà mình không chọn Chúa thì cũng thua. Thế cho nên ở đây nếu người ta gọi yếu tố gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thì thiết tưởng cả ba cái yếu tố Chúa chọn thì Chúa luôn luôn chọn rồi. Và Chúa chọn, Chúa thể hiện thánh ý của Chúa qua những người có trách nhiệm đào tạo. Họ cũng mở lòng để đón nhận các ứng sinh. Rồi các ứng sinh cũng thực lòng muốn theo Chúa, mở lòng ra để mà chấp nhận cái sự tuyển chọn đó hay bước theo Chúa. Nó phải có cái sự cộng tác đó mới hòa hợp được, mới thành toàn được. Trước đây đó chúng ta thấy như bối cảnh Việt Nam của chúng ta đó, để tuyển chọn một ứng sinh đó thì người ta xét kỹ lắm về nhân thân. Chẳng hạn như là cha mẹ mà cái hoàn cảnh rối rắm như vậy là chắc không được nhận rồi. Hoặc là có những cái nghề nghiệp mà khi cha mẹ làm cái nghề đó thì con cái không có được đi tu. Là cái bối cảnh ngày xưa là như vậy. Một trong những lý do đó, người ta muốn cái ứng sinh đó phải cách nào đó toàn vẹn. Và nhất là trong cái vai trò mục tử, chẳng hạn làm cha xứ, để mà hướng dẫn đoàn chiên. Thế nhưng mà người ta thấy gia đình của cha nó lộn xộn thế kia thì cha nói ai giờ? Gia đình của cha không ổn thì cha sao cho nói gia đình tôi được? Cho nên là những cái yếu tố đó, ta có thể tạm xét là cái yếu tố địa phương, yếu tố văn hóa. Đối với cái nhìn ở hải ngoại thì có lẽ người ta thoáng hơn, khi mà ngay cả những người đã có đời sống gia đình, bây giờ họ
không sống cái đời sống gia đình đó nữa, mọi chuyện được rồi, ổn thỏa rồi, thì họ có thể theo Chúa trong ơn gọi tu trì. Và cũng có một trong những cái yếu tố cụ thể ngày hôm nay chúng ta thấy ơn gọi ngày càng giảm sút. Ở những nước tiến bộ hầu như ơn gọi là rất hiếm. Ở Việt Nam chúng ta những năm gần đây ơn gọi ra giảm sút một cách đáng kể. Các dòng nữ chẳng hạn thôi, trước đây có những dòng mà mỗi lần vô nhà tập là tính bằng 20, 30, bây giờ lác đác 5-7 người. Mà có những hội dòng dường như có những năm không có ứng sinh để vào nhà tập. Thế thì cái bối cảnh đó cũng cho thấy được rằng đó, cũng cần phải thay đổi cái não trạng như thế nào. Chẳng hạn chúng ta thấy ở ngoại quốc có các thầy phó tế vĩnh viễn là những người sống đời đôi bạn. Thế thì trong một cái bối cảnh cần có những thừa tác viên phục vụ bàn thờ và phục vụ đức ái, thì các thầy phó tế như thế rất đắc lực khi mà đời sống gia đình họ cũng đã ổn thỏa và họ có giờ để dành cho Chúa, cho hội thánh. Hầu như không có giáo xứ nào mà không có các thầy phó tế vĩnh viễn. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta chưa có một thầy phó tế vĩnh viễn nào có gia đình hiểu theo nghĩa như thế. Có lẽ một trong những lý do là có thể do cái nền văn hóa của mình đó. Mình quan niệm ông thầy đi tu mà lại có vợ thì có lẽ nó không chưa được chấp nhận. Hoặc là một cái yếu tố khác nó cũng thực tế hơn là Việt Nam chúng ta vẫn còn ơn gọi cách nào đó. Còn ở một cái bối cảnh không có ơn gọi nữa thì có thể thời gian cũng sẽ có những cái thay đổi cho phù hợp. Tôi nghĩ là giữa cái chọn lựa những cái gì của hội thánh nó cũng có những cái sự hòa hợp với bối cảnh văn hóa của địa phương.